Hoàng hư không châu quân thi phường, non xanh rừng rậm đất bằng, quần nơi quan cảnh xóm làng gần xa, xin đồng tỉnh gia so chư chung, càng thác và long chúng nơi nơi, miêu đền thành quanh lâu đời, sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng, phán vi diệu nghìn thân an ngộ, phước nhân thiên muôn thở khó cầu, ngày tàn thang. Nam mô Phật Ta và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sanh Kha Gia. Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo. Nam mô Thập Phương Tam Thế Quan Bảo. Nam mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Sanh Nghi Ca Mê Cha Ru Bê Kỳ Kỳ Si Ca Ra Ta Thế Chan Ta Li Kê Vì Ma Ni Đi Bê Ra Thế Chan Ga Mê Ta Ru Va Na Ga Ni Ghi Ha Wa Thum Mê Kê Tê Thum Ma Cha Yan Tu Đê Qua Cha La Ta La Vi Sa Mê Yak Kha Gan Tham Ba Na Ga Thi Tham Ta San Ti Kê Yan Muni Vara Vachanan Sa Tha Vô Mê Su Nan Tu Tham Ma Sa Va Na Kha Lô A Yam Pa Đan Ta Tham Ma Sa Va Na Kha Lô A Yam Pa Đan Ta Tham Ma Sa Va Na Kha Lô A Yam Pa Đan Ta Đạo Tràng Thanh Tịnh Bồ Đề à, Mười Phương Tiên Chúng Hồi Về Nghe Kinh Pháp Màu Diệt Tận Vô Minh Pháp Màu Cứu Khổ Sinh Linh Vàng Nội à, Từ Dụng Giới Vân Đài Sao Cõi Đến Thiên Cùng Sanh Giới Hữu Hình à, Duyên Xưa Đã Tạo Nghiệp Lành Kết thành phung quả. Xin đồng tỉnh gia so chư chúng càng thác và long chúng nơi nơi miêu đền thành quanh lâu đời sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng phán vi diệu nghìn thân an ngộ phước nhân thiên muôn thở khó cầu ngày tàn tháng lụng qua mau đắm xây trần cảnh bụi đầu tử sinh đây là giờ chuyển kinh vô thượng đây là giờ đọc tụng pháp âm lời vang ly nghĩa cao thâm xin chư thiền giả lắm tâm thọ trì nam mô ta sập ba ca hoa tô a ra ha tô sa ma sa bồ tát sa nam mô Sabhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato
biên tri đáng cung dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lời quần sanh. Bồ Tát Sa Ra Nan Ga Cha Mi Tham Văn Sa Ra Nan Ga Cha Mi Sang Khan Sa Ra Nan Ga Cha Mi Du Ti Yam Mi Bồ Tát Sa Ra Nan Ga Cha Mi Du Ti Yam Mi Tham Văn Sa Ra Nan Ga Cha Mi Du Ti Yam Mi Sang Khan Sa Ra Nan Ga Cha Mi Ta Ti Yam Mi Bồ Tát Sa Ra Nan Ga Cha Mi Ta Ti Yam Bi tham mang sarana gacchami tatiyam bi sankham sarana gacchami đệ tử quy y Phật đấng thiên nhân điều ngự biết khi quen toàn đệ tử quy y Pháp đạo chiến mê khai ngộ ly khổ đắc lạc đệ tử quy y tăng chánh pháp vô thường phước điền lần hai đệ tử quy y Phật pháp tăng tam bảo lần thứ ba đệ tử quy y Phật pháp tăng tam bảo vô san ni sinh no wa ra bồ thị bồ lê ma răng sa sê năng ma tinh quy say vô sam bồ thị ma ga chi a nan ta nha no lô phước ta mô tăng ba na ma vi bồ tăng ye cha bồ tha a thị ta cha ye cha bồ tha a na ga ta ba chu ba na cha ye bồ tha quan đa bị sanh bà ra coi bồ đề gan nghiêm thiền tịnh thắng tiên ma vạn chương trùng trùng con xin lạy đấng đại hùng rồi vô biên chi tận cùng thế gian từ quá khứ vô vàn phật hiện ở tương lai vô lượng phật thành thiên tiền chư Phật độ sanh con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu iti vi so bhagava arahant samma sambuddho vicca chakana sambandho sugato lokaviru anuttaro purisadamma sarati satthade vamanusanam buddho bhagava hồng danh Phật nhiệm màu ứng cung chánh biên tri minh thành đủ đầy đứng thân thiền thế cao dày bậc thế gian giải chỉ bày lý chân vô thường sĩ pháp âm tịnh diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn trong đời Na Ti Mê Sa Ra Nan An Nhân Bồ Tô Mê Sa Ra Nan Va Răng E Tê Na San Cha Vát Chê Na Hô Tu Mê Cha Ya Mạng Ga Lăng Bồ Cha Mạng Ghê Na Hoàn Đê Khăn Ba Đà Bạn Sung Va Rú Cha Mạng Bồ Thê Yô Khà Lý Tô Đô Sô Bồ Tô Tăng mà băng phần là nơi đương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác tình thắng duyên gieo năm món cho niềm sám hối dừng sớm hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung thân ni ca ni âm ba cô cha na năng mâu kham ba huệ sa diệu chu cha ma cô tham mô a yang san thi ca ro ba di tô ni ya di cô tham ba na ma mi tham mang ye cha tham ma a thi ta cha ye cha tham ma a na ga ta ba chu ba na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng sanh vượt thoát cầm luân chân truyền diệu pháp thanh nhân. Con xin tịnh ý nghiêm thân thân hành, từ quá khứ vô vàn nhiều pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, thiên tiền pháp pháp thâm sâu, thiền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. So kha tô và gà hoa ta thầm mô san đi tì cô a ca li cô e hi pa si cô o ba na di cô pa cha tăng về di ta tu quỳnh ngô hi ti pháp vi diệu cha lành kéo dài a đề danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sáng na đại ngộ thoáng nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hương thượng tâm thoát ngõ vòng trần khi nhân từ ngộ giả chân nhiều thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu na ti mê sa ra năng hành nhân thâm mô mê sa ra năng hoa răng ê tê na san cha wa chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng u cha măng ghê na wan đê hăng thâm mây cha ru vi thăng hoa răng thâm mê yu kha li tô đô sô thâm mô ca ma tu tăng ba măng phát là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chánh chân huyền lời chân thật tác thành thắng nhiên gieo năm vong tròn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh được mong pháp bảo đức lành từ dương bút khô và na na thì nay do san tinh ri do sam ba ma la ba di no gu ne hi ne ke sa mi thi ba tu a na sa bu tan ba na ma vi san gan ye cha lang ca a ti ta cha ye cha san ca a na ga ta ba chu ba na cha ye san ca a hang quan da vi san ba da sông tư thanh xa môn lừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tụng bốn phương phổ bằng từ quá khứ vô vàn tăng chung ở tương lai vô lượng thanh hiền hiền thiền tăng bảo phước hiền con xin kính lễ gieo duyên niết bàn Subhatipanno Bhagavato Sāvakasangho Subhatipanno Bhagavato Sāvakasangho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sāmiśibhatipanno Bhagavato Sāvakasangho Yadidaṃcattāripurisayugāni Yattapurisamunggala Esapagavato Sāvakasangho Ahunayyo Pahunayyo Rakhinayyo Anchalikaraniyo Anuttarang Bunyakhetang Lokasati Bằng nhiều hành tinh văn Nam Mô Bổn Sư. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet, Google Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Còn Nước Tây Ban Nha,
Thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay, môn học Thắng Pháp Abhidhamma, chương 6, Tất yếu tương tập, Sammucchaya Sanggaha, bài 56, Tất yếu hàm tận, Sabba Sanggaha, tứ thánh đệ. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và thành tọa Minh Hạnh, từ bi đọc kinh lễ tâm bảo. Nam mô Bổn Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tướng cúng, chánh biến tri, vinh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy. Thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên để phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa tu lên thay chúng con thành kính tri ân thường tòa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con kính cung thành thường tòa giác đẳng, để bây giờ nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa ngài Thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn cô Vita Ban Nha. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thiền sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong lời Phật dạy có một nét đặc thù mà chúng ta thường tìm thấy, đó là nhiều giáo nghĩa mang tính phổ cập mà cũng lại rất là cá thể riêng biệt. Để hiểu những giáo nghĩa này, chúng ta cần, rất cần có nhiều cái nhìn khác nhau, tùy theo phương diện, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta nói. Nhưng mà đặc biệt đối với giáo lý tứ đế thì, thưa quý vị, là một đề tài mà chúng ta nghe trong rất nhiều bài kinh, được ví dụ như là dấu chân con voi. Ở đây là một cái đề tài mà bao trùm tất cả những pháp gọi là chân đế, dù là hữu vi hay vô vi. Và rồi thưa quý vị, riêng trong Thắng Pháp thì với cái pháp bản thể đôi lúc lại cho chúng ta nhiều sự cân nhắc khác. Ví dụ như ở trong một câu Phật ngôn, tất cả pháp hữu vi đều là khổ, nhưng mà pháp hữu vi ở đây thì ở trong đó chúng ta tìm thấy không phải chỉ có khổ, không phải chỉ có tập, mà còn có đạo đế nữa. Và cái pháp bản thể của tứ đế theo Thắng Pháp cho chúng ta nhiều gợi ý rất là lợi ích. Chính vì vậy tại sao cũng cùng đề tài đó mà chúng ta cần học Kinh Tạng và học cả Thắng Pháp Tạng. Bây giờ mời quý vị lắng nghe bài viết về tứ đế trong phần
tối yếu hàm tận. Và sau đó chúng ta sẽ cung kính thưa thầy Tư Siêu giảng dạy ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Để cho tôi lần thay chúng con thành kính tri ân thần thoại giác đẳng. Bài học hôm nay, chương 6, tốt yếu hàm, tốt yếu tương tập, tốt mối trái giá Sanggaha. Bài 56, tốt yếu hàm tận, sắc bá Sanggaha, tứ thánh đế. Giáo nghĩa tứ diệu đế trong cái nhìn tổng quan thì bao phủ tất cả lời Phật dạy, riêng trong thắng pháp thì tứ đế có pháp bản thể bao gồm tất cả pháp chân, đế, hữu vi và vô vi. Một đề tài hàm tận đúng nghĩa. Mặc dù đề tài và tên gọi giống với kinh tạng, nhưng tứ thánh đế ở đây cho thấy những ý nghĩa tế nhị khác. Quan niệm về khổ đau và hạnh phúc trong cái nhìn thường thức hoàn toàn không thể áp dụng ở đây. Khi nói về sự khổ và con đường thoát khổ, chính điểm này cho chúng ta sự nhận thức rất đặc thù của Phật học nói chung và thắng pháp nói riêng. Năm tứ thánh đế Chattari Ariya Sakchani hay tứ diệu đế. Danh từ Ariya Sakcha gồm hai từ tố Ariya cao thượng, bậc cao quý, bậc thánh, Sakcha sự thật, chân lý. Ariya Sakcha dịch là thánh đế hay diệu đế, có nghĩa là chân lý chỉ có bậc thượng nhân mới thắng tri được, hay là chân lý hiểu tri được sẽ trở thành bậc thánh, hoặc có nghĩa là chân lý do Đức Phật khám phá và giảng dạy. Ở đây không có nghĩa là những chân lý cao thượng như một vài người dịch về chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sinh khổ đâu có gì là cao thượng. Có bốn chân lý được Đức Phật giác ngộ. Một, khổ thánh đế. Dukkhang Ariya Chẳng, gọi tắt là khổ đế, Dukkha Sakcha, là chân lý về sự khổ. Chính năm thủ uẩn là khổ. Chi pháp của khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sợ ngoại tham và 28 sắc pháp. Đó là năm thủ uẩn. Hai, khổ tập thánh đế. Dukkha Sakmudaya Ariya Sakchan, gọi tắt là tập đế. Samudaya Sakcha là chân lý về nguyên nhân sinh khổ, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chi pháp của tập đế là tâm sở tham, hợp tâm tham. Ba, khổ diệt thánh đế. Dukkha Rotho Ariya Sakchan, gọi tắt là diệt đế. Nirodha Sakcha là chân lý về sự khổ, tức là sự đoạn diệt hoàn toàn tham ái, khổ tập, chấm dứt khổ đau luân hồi. Chi pháp của diệt đế là Niết Bàn, vô vi giới. 4. Khổ diệt hành lộ thánh đế. Dukkha Nirodha Gha Mitni Patipada Ariya Sakcha, gọi tắt là đạo đế, Magga Sakcha, là chân lý về đạo lộ dẫn đến khổ diệt, tức là phương pháp tu tập đưa đến niết bàn diệt khổ. Đó là thánh đạo tám nhánh. Chi pháp của đạo đế là tám chi đạo: trí, tầm, ba giới phần, cần, niệm, nhất hành, hiệp trung tâm thiện dục giới và thiện siêu thế. Trong bốn thánh đế, khổ đế cần phải biến tri. Parinay rằng tập đế cần phải đoạn trừ, bá hà tập bằng, diệt đế cần phải chứng ngộ, sách chiết khà tập bằng, đạo đế cần phải tu tập, và về tập bằng. Bác chi đạo trung tâm thiện dục giới là pháp cần phải tu tập, do tu tập như vậy mới đáp chứng thiện siêu thế tâm đạo. Thiện siêu thế mới thành tựu quả siêu thế giải thoát. Vậy thế, đạo đế gồm bát chi đạo trong thiện dục giới và thiện siêu thế. Một vấn đề khác nói rằng trong tứ đế có hai phạm trù nhân quả. Một, tập đế là nhân khổ đế là quả. Hai, đạo đế là nhân diệt đế là quả.
Còn trụ thứ hai không chấp nhận được. Tại sao? Vì Niết Bàn không phải là sự duyên, không phải do năng duyên trợ tạo. Niết Bàn là vô vi. Asankata là vô duyên. Apachaya, Niết Bàn hay diệt đế chỉ là điểm chết điểm, mà sự tu tập bát chánh đạo là con đường dẫn đến đích điểm ấy thôi. Như con đường đi lên đỉnh núi, không có nghĩa con đường ấy là nhân, đỉnh núi là quả. Cần phải hiểu như vậy. Dù đã nói và sắp nói, bài đạo học, bài 56, tác ý hoàng tượng, thập bát sanggaha, thập bát giới. Bài học tiếp theo, bài 58, tác yếu tâm ngoại lộ. Vithi mutta citta sanggaha, tập quán. Biên soạn giáo trình, tỷ kheo chấp nhận. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Tế Sư Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trung trung. Thân chào tất cả quý tu lớn Phật tử. Kính thưa quý vị, như lời dẫn nhập của Thượng tọa Giác Đẳng thì tứ đế hay là tứ thánh đế là một đề tài lớn ở trong Phật giáo. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm vị đạo sĩ Con Đình Giác tại phường Lộc Viễn, Ngài đã giới thiệu về tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Ở trong thân pháp thì tứ đế có cái pháp bản thể là bao gồm chân đế, hữu vi và vô vi. Mà chúng ta biết rằng một trong những đề tài hàm tận tất yếu đúng nghĩa, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng là dù thể tài hay tên gọi giống như kinh tạng, nhưng tướng thánh đế được nói trong thắng pháp nó mang cái ý nghĩa tế nhị khác. Hôm nay khi giảng về cái đề tài tứ thánh đế trong cái bài viết thì tất nhiên nó nằm ở trong cái phạm trù của thoát yếu A Tỳ Đàm, cho nên chúng ta chỉ nói đến cái ý nghĩa theo A Tỳ Đàm, theo thắng pháp thôi. Nhưng khi giảng giải trình bày đó, thì ở đây chúng ta muốn
trình bày luôn cả cái ý nghĩa trong kinh Tạng. Để quý vị có thể tham khảo và chúng ta biết được rộng rãi nghĩa lý của tứ đế hay tứ thánh đế. Trước hết thì chúng ta phải hiểu cái từ Ariyasaccha, thánh đế, hay còn gọi là diệu đế. Cái chữ Ariya này nó sẵn thì nghĩa hai nghĩa, nghĩa danh từ và nghĩa tỉnh từ. Nghĩa danh từ chữ Ariya có nghĩa là bậc thánh, bậc cao quý. Còn nghĩa tỉnh từ là cao thượng, cao quý. Còn cái chữ Sacca là cái sự thật, là chân lý. Cái chữ Sacca có nhiều nghĩa. Chữ Sacca, chữ Hán thì là đế, có nghĩa là thật. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu năm cái sự thật. Năm sự thật đó là gì? Vaca Sacca là ngôn đế, là cái lời nói thật. Thứ hai gọi là Virati Sacca là kiên đế, là cái hạnh kiên thật. Thứ ba là Ditthi Sacca, danh là kiến đế, tức là tri kiến thật. Thứ tư, đệ nhất nghĩa đế, Prapatha Sacca, có nghĩa là ý nghĩa thật. Và thứ năm, thánh đế Ariya Sacca, có nghĩa là thánh trí thật. Ở đây ngôn đế Vaca Sacca nghĩa là lời nói đúng với sự thật, không nói dối. Mà trong năm giới thì chúng ta bỏ cái lời nói dối, chỉ nói lời chân thật thôi. Có nó có, không nó không. Còn kiên đế nghĩa là giới kiên của các vị tu sĩ, hành đúng như vậy. Còn kiến đế Ditthi Sacca nghĩa là theo quan điểm đúng đắn, thì họ tuyên bố cái điều gì thì không khác nhau. Có những trường hợp mà có một bài kinh Đức Phật này tuyên bố
Có những quan điểm mà các vị Sa môn Bà La Môn trong đời họ tuyên bố, cũng như Đức Phật Ngài đã tuyên bố, mà có những điều mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố thì các Sa môn Bà La Môn cũng chấp nhận như vậy. Thì cái đó gọi là kiến đế, cái tri kiến thật, tri kiến giống nhau. Còn người nói để nhất nghĩa đế là một sự thật không thay đổi, như là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Mà chúng ta gọi là chân, gọi là pháp chân đế, Paramattha-sacca là chân đế, cũng là đế. Nhưng mà nghĩa đó chị, vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến tâm, như tâm siêu thế chẳng hạn, tâm đạo, tâm quả, thì chúng ta nói tâm siêu thế đó là cái pháp chân đế, nhưng mà nó là ngoại đế. Ngoại đế tức là không nằm ở trong tướng diệu đế. Cái chỗ này nó hơi rắc rối cho người Phật tử chúng ta một chút. Không sao cả. Nếu mà quý vị chịu khó ngẫm nghĩ và chúng ta hiểu được năm cái loại đế này thì chúng ta biết. Còn cuối cùng thánh đế là chân lý, mà chỉ được tỏ ngộ bởi bậc thánh mới là chuẩn xác. Thì tứ thánh đế ở đây đó là nói cái ý nghĩa thứ năm ở trong năm trăm sát chát, năm đế, năm sự thật. Thì ở đây tứ thánh đế là chân lý, chỉ có bậc thượng nhân mới thấm thi được. Hay có nghĩa là chân lý khi liễu tri được sẽ trở thành bậc thánh, hoặc cũng có nghĩa là chân lý do Phật là bậc Ariya khám phá và giảng dạy. Nhưng ở đây chúng ta nên nhớ là tứ thánh đế hay tứ diệu đế không có nghĩa là những chân lý cao thượng như một vài người dịch. Bởi vì nếu mà dịch chân lý cao thượng đó thì chúng ta hỏi về chứ cái chân lý về sự khổ và chân lý về nhân sinh khổ nó không có gì là cao thượng. Nếu cao thượng tại sao tập đế cần phải đoạn trừ? Do đó cho nên chúng ta đừng có hiểu theo cái định nghĩa là những chân lý cao thượng như một số sách đã định nghĩa. Điều này chúng tôi nói thật, thì ở đây trước hết chúng ta phải hiểu được tứ thánh đế, tức là bốn chân lý mà chỉ có bậc thánh trí mới thấy rõ, chỉ có bậc thánh nhân như Đức Phật mới liễu tri hoàn toàn nên gọi là thánh đế. Còn hoặc là chúng ta phải hiểu ý nghĩa như thế này,
chúng ta gọi là diệu đế thì được, tức là những chân lý thù diệu đặc biệt như chân như thật không đổi khác. Chẳng hạn như có Phật Côn, Đức Phật đã dạy rằng imani kho phikhuve chattari ariya sacchani tathani avitathani ananyathani tasma ariya sacchani ti vuchanti. Này các tỳ kheo, bốn chân lý thù diệu này như thật như chân không đổi khác nên gọi là diệu đế ở trong tương ưng quyển năm. Đức Phật đã dạy như vậy. Bây giờ chúng ta lại nói về chi pháp tuần tự. Trước hết khổ thánh đế Dukkhang Ariya Saccha, mà nói theo thắng pháp thì gọi ngắn gọn là Dukkha Saccha, tức là khổ đế. Theo thắng pháp thì khổ đế là chân lý về sự khổ. Chữ khổ đúc khá có nghĩa là bức xúc, là đốt cháy, là biến đổi, là bị tạo tác. Cái chân lý khổ nó như thật, như thân chân không có đổi khác. Từ xưa đến giờ, từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai của tự. Hễ có thân ngũ thủ quẩn đều là khổ. Cho nên cái sự thật đó chúng ta mới gọi là Dukkha Saccha, là khổ đế. Khổ đế nói theo thắng pháp đó, chính là năm thủ quẩn. Mà năm thủ quẩn ở đây tức là chỉ cho pháp hiện thế, chứ không thể nói tứ dinh quẩn siêu thế, không nói tứ dinh quẩn siêu thế. Chi pháp của khổ đế nói theo hiệp thế đó, là 81 tâm hiệp thế, trong đó 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, cùng với 52 tâm sở phối hợp với 81 tâm này. Và sắc thủ quẩn đây là 28 sắc pháp. Đó là khổ đế. Vì ý nghĩa thì khổ đế nó có đặc tính là bi thảm, Patthana Lakhanam. Nhiệm vụ là đốt nóng Santana Rasam, Santapana Rasam. Khổ đế có biểu hiện là sự diễn biến và quá tí Pachupathana. Thì khi mà chúng ta nói đến khổ đế ở trong thắng pháp thì chúng ta phải hiểu đây là tất cả pháp hiệp thế, gồm có sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Còn khi mà chúng ta nói khổ đế ở trong kinh tạng thì chúng ta phải hiểu khổ đế đã được mô tả như sau: sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu ai là khổ,
chung đụng với kẻ không ưa là khổ, xa lìa với người yêu mến là khổ, muốn mà không được là khổ. Tóm lại ngũ thủ quân là khổ. Ý nghĩa này ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân có nói đến. Và trong bộ Quý Phân Gán, khi mà nói đến sách giáo Quý Phân Vô là để phân tích, mà xuất tác Phà Chê Ni Giá là phân tích theo kinh, thì có dẫn chứng cái chỗ này. Khổ đế được Đức Phật mô tả nhiều hình thức, nhưng chung quy khổ là có thân ngũ thủ quẩn. Vì sanh già chết bức bách năm quẩn đối tượng của chấp thủ, như lửa bức bách nhiên liệu, mà tên nhắm bắn vào tấm bia rồi nhận bu lại thân con bò thợ gặt tập hợp trên đồng lúa. Bọn cướp xông vào khu làng thì những khổ ấy nó phát sinh ở các quận, nó tập trung ở các quận. Chúng ta phải hiểu thì năm thủ quận có sanh là khổ đầu tiên, già là khổ chặng giữa. Chúng ta phải hiểu trong cái chặng giữa đó, già có bệnh, chết là khổ chặng cuối. Khổ nung nấu tâm can, nạn nhân gọi là nạn nhân bị đe dọa bởi cái chết gọi là sầu. Khổ dưới hình thức khóc than ở người không chịu đựng nổi gọi là bi. Còn khổ do thân tứ đại bị xáo trộn gọi là khổ, tức là thọ khổ. Nỗi khổ bức bách tâm hồn kẻ phàm phu khi phải đương đầu với sự đau đớn thể xác, cái gọi là ưu. Khổ ngấm ngầm nơi một kẻ có nhiều nỗi đau khổ chồng chất gọi là ai, hay là não của bài gia sát. Bởi thế khi xét những cái khía cạnh khác nhau thì sẽ thấy rằng chung quy năm quẩn chính là khổ. Nên Đức Phật mới dạy rằng Sankhitena Pachupa Danakhantha Dukha, tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Thì như vậy ở trong kinh Tạng đó, khi mà trình bày về khổ thánh đế, là Đức Phật ngài trình bày về một ý nghĩa thường thức mà con người ở trong cái cuộc sống phải va chạm. Họ nghe, họ cảm nhận được ngay. Còn khi mà khổ đế mà nói theo thắng pháp là nói theo cái pháp thực tính sắp phao quả. Ở trong cái pháp thực tính đó thì chúng ta thấy rõ cái pháp hiệp thế, sắc quẩn, tâm hiệp thế và tâm sở phối hợp, hay là tứ dinh quẩn hiệp thế. Sắc quẩn thì luôn luôn là hiệp thế, còn tứ dinh quẩn thì ở đây chỉ lấy tứ dinh quẩn hiệp thế mà thôi. Cái đó là cảnh phiền não, sakle sikha,
nó là cảnh thủ, cảnh triền, vân vân, cảnh lậu, cảnh bọc, cảnh phố, cảnh phượng. Cho nên cái pháp đó, nó nằm ở trong cái phạm trù gọi là khổ, khổ đế. Bây giờ chúng ta nói về tập đế. Khổ tập thánh đế lúc khách sâm mù đi vô ở đây giá sai chẳng. Nói theo kinh tạng thì nói cho đủ gì. Còn nói ở trong thánh pháp đó, thì gọi tắt là tập đế samudaya sacca đủ rồi. Tức là nói về chân lý nhân sanh khổ. Chữ tập ở đây đó, samudaya có nghĩa là tích lũy, là nguyên nhân, là kết thành, là vướng bận. Chân lý vì nhân sanh khổ là như thật như chân, không có độ khác, nên gọi là đế. Thì đế chỉ sạch chán, chúng ta gọi samudaya sạch chán. Tập đế có đặc tính là căn nguyên, tập pháp quá, lắc khả năng. Nhiệm vụ là khiến có sự tiếp nối. Anupacchedaka karana rasang có biểu hiện là ràng buộc. Palipotha pachupatthana tập đế nói theo thắng pháp là tâm sở tham lô phá chê tê sư cá phối hợp với tâm tham. Cho nên khi mà chúng ta nói khổ đế thì chúng ta nói chỉ có 51 tâm sở, vì rằng cái tâm sở thứ 52 đó là đó là tập đế, là tâm sở tham. Tám mươi mốt tâm hiệp thế, 51 tâm sở phối hợp trừ tham hay là ngoài tham đó, hành tập sát pháp là khổ đế và tâm sở tham là tập đế. Còn khi mà chúng ta nói đến tập đế được mô tả trong kinh thì Đức Phật này có thuyết trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, ái này là nhân tái sanh hữu, gọi là bồ đắp pha vi ca. Bồ đắp pha vi ca tức là nhân tái sanh hữu. Chữ bú ná bồ nát, chữ bồ đắp pha vi cá, chữ pha quá bồ nát pha quá và chữ y cá, tức là nhân làm cho cái sanh hữu đó cứ tái diễn mãi, cho nên gọi là bồ nát pha vi cá. Câu hành với hỷ tham nan dự ra gá Sahagatam, ưa thích cảnh này cảnh kia, tatra pinadini, tức là dục ái,
kama tanh ha hữu ái pha qua tanh ha và phi hữu ái quý pha qua tanh ha. Thì đó là định nghĩa ở trong gì, trong kinh Tạng. Cũng giải thêm rằng tập đế được chỉ rõ là ba ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là sự tham luyến trong năm dục trần, sắc thinh hương vị xúc, liên hệ tới mắt tay mũi lưỡi và thân. Còn hữu ái là sự tham luyến có tính chấp hữu hay là chấp thường kiến, chấp thường hằng đối với ngũ quẩn, cõi tái sanh và bản ngã. Còn phi hữu ái là sự tham luyến có tính chấp vô hay là chấp đoạn kiến, chấp đoạn diệt, chấp không nhân quả, không có đời sau vô vật. Ái này, ái là nhân sinh khổ vì nó là nguyên nhân tạo ra sanh hữu mới, Bonapphika, gọi là Bonapphawakaranang Etisatiti, Etisati Bonapphawika. Cái đó là định nghĩa cho cái chữ Bonapphika khi nãy chúng tôi nói. Còn gọi là câu hành hỷ tham Naniraga Sahagata, vì nó có chung hai nghĩa ưa thích Nandi và tham luyến Raga, cũng gọi là ưa thích cảnh này cảnh kia Tatra Phinadini, nghĩa là tự thể sanh ra ở chỗ nào thì luyến ái ở chỗ ấy. Tự thể ở đây đó là Atapha quá, chúng ta dịch là tự thể hay là một cá thể. Khi mà chúng ta tái sanh xuất hiện ở trong một cái cá thể loài người hoặc là cá thể của cái loài thú, loài vàng xanh chẳng hạn, thì dù cho cái hình dạng, hình tướng có khác nhau, nhưng mà đã mang cái cá thể đó thì có cái sự thích thú, luyến ái ở chỗ đó, luyến ái ở cá thể đó. Ái là điều kiện cho chủng tử nghiệp luân hồi, tạo ra ngũ quẩn luân hồi, tạo ra quả luân hồi khổ, như là ví dụ như đất ẩm ướt làm môi trường cho hạt giống nảy mầm, xanh cây cỏ vậy. Cho nên ái được gọi là nguồn gốc sanh khổ. Ở trong thân pháp, khi nói đến sách cháu quy phần gác thì nói về cái tập đế là nhân sinh khổ, thì trong tam pháp được nói rất là nhiều trường hợp ngoài ái nghĩa tâm sở tham ra đó. Thì ở đây tất cả phiền não cũng là nhân sinh khổ, tất cả pháp bất thiện, tâm bất thiện, tâm sở phối hợp với tâm bất thiện, cái pháp bất thiện akusala dhamma cũng là nhân sinh khổ. Nhưng mà còn nói thêm nữa rằng những gì mà thuộc về phi phúc hành bất động hành, tức là nghiệp bất thiện,
nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô sắc giới, nó đều là nhân sanh khổ, bởi vì nó tạo ra cái sanh hữu mới, tái diễn sanh hữu mới. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến khổ đế thì chúng ta nói đến tập đế thì chúng ta phải hiểu rộng như vậy. Bây giờ thứ ba là chúng ta nói về diệt đế, Nirodha-saccha. Ở trong kinh Tạng thì gọi là khổ diệt thánh đế, Dukkha-nirodha-ariya-saccha. Đó là chân lý về sự diệt khổ. Trong thân pháp thì diệt đế là chỉ cho niết bàn hay vô vi giới. Niết bàn là một trạng thái thoát ly, tĩnh lặng, vô vi bất tử. Cái chân lý diệt khổ này là như thật như chân, không có đổi khác, nên gọi là diệt đế. Vừa phân tích ra đặc tính, nhiệm vụ và biểu hiện đó, thì chúng ta nói diệt đế đặc tính là an tịnh, sanh tí lạc khả năng. Nhiệm vụ là bất tử, Achutirasan. Biểu hiện là không có dấu hiệu Anipatta Pachupatthana. Còn diệt đế hay là khổ diệt thánh đế được mô tả trong kinh Tạng đó, thì ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật Ngài có nói: này các tỳ kheo, thế nào là khổ diệt thánh đế? Đó là cái sự đoạn diệt ly tham hoàn toàn khác ái ấy. Khác ái ấy tức là chỉ cho tập đế là ái tham, sự từ bỏ sự xả bỏ, sự giải thoát không hệ lụy. Không hệ lụy ở đây đó thì chúng ta sẽ hiểu những cụm từ đoạn diệt hoàn toàn khác ái, ase sagara ganirodho. Sự từ bỏ cha vô, xả bỏ patinisak vô, giải thoát vô tí, không hệ lụy anālayo, là những từ chỉ cho niết bàn. Vì niết bàn diệt tận gốc rễ của ái tiềm miên, cho đến không có dư tàn, nên gọi là đoạn diệt hoàn toàn. Vì khi đạt đến niết bàn thì
dứt bỏ mọi phiền não nên gọi là từ bỏ. Vì khi đạt đến niết bàn thì buông bỏ sự khát ái đối với các khổ nên gọi niết bàn là xả bỏ. Vì khi đạt đến niết bàn thì thoát khỏi luân hồi nên gọi niết bàn là giải thoát bố thí. Và khi đạt đến niết bàn thì không có lệ thuộc vào bất cứ cái sự quyến lý nào như là năm dục lạc vân vân nên gọi là không có hệ lụy na la dục. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu ngược lại vấn đề là tại sao có sự khổ. Tại sao khổ nó tiếp diễn mãi? Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có thuyết và thà bí bù lê à đức bắt đồng quê đa lê xin đầu biết rụ khô bù nát đề quá ở rù hà tí e vòng biết tàn hà lú sư dê à nụ hà tê đi bắt tà tê đúc khắc mi đăng bù nắp bù nằm. Như cây dù bị đúng gốc còn chắc chưa hoại thì vẫn mọc lên nữa. Cũng vậy ái tìm miên chưa dứt được, khi chưa được nhổ tận, khổ này vẫn sanh mãi. Cho nên hễ khi mà niết bàn là đoạn diệt hoàn toàn khát ái, tức là phá vỡ tập đế. Niết bàn là phá vỡ tập đế, là nhân sinh khổ. Mà hễ tập đế được phá vỡ, giống như gốc cây mà được bứng đi rồi đó, bứng rễ rồi đó, thì nó không có sinh trưởng nữa. Cũng vậy, hễ mà tập đế bị phá vỡ rồi, tập đế là ái bị phá vỡ thì khổ không có. Cho nên nếu bàn là diệt khổ là như vậy, nên mới gọi là Đức Khất Ni Rô Tháp. Như vậy nên hiểu tại sao niết bàn là diệt ái, chính là diệt khổ. Và điều này cũng cho thấy rằng các đấng Như Lai dạy về sự diệt khổ là diệt nhân khổ chứ không có cần diệt quả khổ. Chúng ta nên nhớ cho đó. Bởi khi nhân khổ đã diệt thì quả khổ sẽ không còn. Cũng như khi mà chúng ta muốn dẹp bỏ cái cội cây đó, không phải là chúng ta chỉ chặt nhánh cưa thân nó đâu, chúng ta phải bứng cái gốc đó đi thì nó không có phát triển được. Đức Phật là hành xử như loài sư tử tấn công hướng về người bắn mũi tên vào nó chứ không hướng về cái mũi tên. Cái việc này chúng ta, cái thí dụ này thì chúng ta nhớ Đức Phật khi mà ngài, chư Phật khi mà ngài, các ngài thuyết lên cái sự diệt khổ đó, là ngài nhắm vào cái chữ đoạn diệt tập đế thì khổ không có. Cũng giống như con sư tử mà nó tấn công, nó hướng về cái người bắn mũi tên, bởi vì hãy tấn công vào người đó thì lúc bây giờ người đó chết rồi thì mũi tên nó không có, không có bắn, bắn tiếp tục nữa vào thân của nó. Còn ngoại đạo thì như là con chó, khi bị ném cục đất thì nó lao đến gặm cục đất,
thay vì lao đến người nếp. Ngoại đạo thì chỉ dạy chấm dứt khổ bằng lối khổ hạnh hành sát, là nhắm vào quả khổ mà không lo chấm dứt ô nhiễm nội tâm, không nhắm vào cái nhân sinh ra khổ. Chúng ta thấy ở điểm khác nhau chưa? Không biết nói cho quý vị có hiểu được hay không? Kệ sao cũng được. Thì ở đây chúng ta phải hiểu Niết Bàn là trạng thái rất là tinh tế. Chỉ có bậc thánh mới đã đắc tuệ siêu thế mới biết được, hạng phàm phu không thể biết được. Hình như là khi nghe cái này là các Phật tử chúng ta chỉ trả lời cho chúng ta biết là nghe âm thanh rõ và liên tục thôi, chứ không có ai phát biểu rằng là nghe hiểu hết. Niết bàn là trạng thái rất tinh tế, và do đó cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm rằng không phải cái gì mà kẻ phàm phu chúng ta không thấy được mà cho là cái đó không có, phải như vậy. Thí dụ như chúng ta chưa đi đến cái xứ đó, chúng ta chưa du lịch đến xứ đó, chúng ta chỉ nghe người ta nói thôi. Cái chúng ta vội rằng cái đó tôi chưa đi đến, tôi chưa biết, cho nên chắc là cái xứ đó không có đâu. Thưa quý vị, chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy. Mặc dù cái chân lý về diệt khổ là Niết Bàn, chân lý đó chỉ có bậc thánh ngài mới chứng nghiệm do ngài đã giác ngộ. Nhưng mà phàm phu chúng ta khi mà có niềm tin ở Phật pháp đó, thì chúng ta cũng vẫn hiểu và vẫn tin chắc rằng phải có sự diệt khổ, bởi vì sự khổ này phát sinh lên do nhân sinh khổ. Nếu mà đoạn trừ được cái nhân đó thì khổ này không có, thì cái chuyện đó thì rất là dễ hiểu. Cho nên chúng ta cũng cần phải hiểu. Cuối cùng thì chúng ta phải hiểu như thế này, Niết Bàn không phải là phi hữu. Niết Bàn năng na bút chà năng. Bởi chúng ta có thể đạt đến bằng cái trí tuệ đặc biệt thành tựu do nỗ lực nghiêm nhặt. Bởi theo đệ nhất vị đế thì Niết Bàn có thực tính, và bởi lời nói của đấng toàn tri là Đức Phật, này các tỳ kheo, có cái không sanh không thành không tạo tác không bị tạo tác, tức là Niết Bàn. Đây câu Phật ngôn này được trích ở trong Ý Thuyết của Tất Cả Như Thị Thuyết. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái đế cuối cùng là khổ diệt hành lộ tánh đế. Trong thân pháp thì gọi tắt là Makkasacca là đạo đế. Còn trong kinh tạng thì gọi là khổ diệt hành lộ tánh đế,
dukkha nirodha gamini patipada ariya satyam. Đó là con đường, cái chân lý về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Tức là phương pháp tu tập đưa đến Niết Bàn, diệt khổ. Ở trong Kinh Tạng và trong Thắng Pháp đều có điều giống nhau chỗ này. Đó là Thánh Đạo Tắm hay là Bát Chánh Đạo. Chi pháp của Đạo Đế là Tám Chi Đạo. Trí là chánh kiến, tầm là chánh tư duy, ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, cần tâm sở là chánh tinh tấn, niệm tâm sở là chánh niệm, và nhất hành tâm sở là chánh định. Bát chi đạo này nếu mà nói về cái pháp cần phải tu tập thì đó là hiệp ở trong cái tâm, hiệp cái tâm thiện dục giới. Còn khi bát chánh đạo mà hiểu ở trong tâm thiện siêu thế thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái pháp tắc chứng, đắc chứng. Chúng ta có tu tập rồi thì chúng ta mới đắc chứng được. Và khi mà chúng ta tu tập là chúng ta tu tập riêng lẻ từng món một, luyện tập từng món một, đến khi mà chúng ta chứng được đạo quả đó, Niết Bàn, thì lúc bây giờ bát chánh đạo nó sẽ đồng loạt và đầy đủ cả tám chi. Thì chữ đạo mắt gá ở đây đó có nghĩa là dẫn xuất, là nguyên nhân, là tri kiến, là tiêu chí. Đạo ở trong Thánh Đế là chân lý về sự hành động dẫn đến diệt khổ. Chân lý ấy như thật như chân, không đổi khác, nên gọi là Đạo Đế. Đế là sự thật rồi không đổi khác. Nếu mà chúng ta nói theo ba cái khía cạnh đặc tính, nhiệm vụ và biểu hiện, thì Đạo Đế có đặc tính là dẫn xuất, Nijana Lakhanam. Nhiệm vụ là trừ phiền não kile sắc pahana rasam. Còn biểu hiện là xuất khỏi uthana vachupathana. Khi mà chúng ta hiểu được ba khía cạnh đó thì chúng ta định nghĩa nó dễ dàng thôi. Hồi nãy chỉ nói đùa giữa quý vị giận hay sao mà quý vị không cho biết là có còn nghe được hay không? Quý vị có còn nghe được không? Nói vậy thôi quý vị đừng giận. Cứ việc thỉnh thoảng là phát lên cho biết là quý vị còn nghe được, để chúng tôi khỏi nó không lặp lại. Bây giờ chúng ta lại nói đến Đạo Đế được mô tả ở trong Kinh Tạng. Và ở trong cái bộ Quý Phân Gác, khi nó sách cho Quý Phân Vô mà xuất tác phạt trên đi dần, tức là phân tích theo kinh, thì cũng có nói, cũng có nhắc đến cái chuyện này. Đây chính là Thánh Đạo tám chi phần, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám chi phần thuộc về Thánh Đạo là tám chi phần tương ưng với sắc na tâm đạo.
Ở đây chúng ta cần phải biết rõ cái sự đặc biệt của pháp ấy khi chúng diễn ra trong một sát na. Cái chỗ này cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Khi một vị tu tập mà tiến hành thể nhập bốn đế thì tuệ nhãn khởi lên, có đối tượng là niết bàn, loại bỏ vô minh tùy miên gọi là chánh kiến. Tâm hướng đến chánh kiến, nơi vị có chánh kiến mãn tốt như vậy, diệt tan tà tư duy, hướng đến niết bàn gọi là chánh tư duy. Khi một vị thấy và tư duy như vậy sẽ có sự ngăn trừ tà ngữ, dẹp bỏ khẩu ác hạnh, tương ưng với chánh kiến, thì như vậy gọi chánh ngữ samavacca. Khi hành giả tiết chế như vậy, có sự kiên sắc sanh vân vân, tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ tà nghiệp gọi là chánh nghiệp sammakamato. Khi hành giả được thanh tịnh về chánh ngữ chánh nghiệp thì có sự kiên tránh tà mạng, từ bỏ cách sống lừa bịp không vân, tương ứng với chánh kiến gọi là chánh mạng samavacca. Khi hành giả an lập trên nền tảng giới gần có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thì một nghị lực thích đáng cắt đứt cái sự biến nhát và tương ứng với chánh kiến đây gọi là chánh tinh tấn samavacca. Khi hành giả nỗ lực như vậy, một sự không quên lãng của tâm rũ bỏ tà niệm gọi là chánh kiến thì gọi là chánh niệm samasati. Khi tâm được phòng hộ bởi niệm tối thượng như vậy, một nhất hành tâm tương ưng với chánh kiến phá tan tà định gọi là chánh định. Những cái vấn đề này là được định nghĩa về bát chánh đạo ở bát chi đạo ở trong trong thánh đạo. Trong thánh đạo tức là tương ưng với tâm đạo. Còn khi mà chúng ta tu tập hàng ngày đó thì chánh kiến ở đây tức là với cái trí tuệ, trí văn cũng được, trí tư cũng được, chúng ta hiểu được cái gì là thiện, cái gì là căn thiện, hiểu được pháp bất thiện và căn bất thiện, hiểu được nhân quả, nghiệp báo, thì những cái sự hiểu đó gọi là chánh kiến vân vân. Còn chúng ta tu tập chánh tư duy là chúng ta có một cái sự suy nghĩ ly tham vô sân bất hại, gọi là ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Còn chánh ngữ là sự kiên tránh lời nói dối, nói ly gián, nó độc ác, nó vô ích và chánh ngữ. Tu tập về chánh nghiệp tức là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Tu tập chánh mạng tức là từ bỏ sự nuôi mạng bằng những cái hình thức gian trá. Bây giờ thì chúng ta luận về các khía cạnh khác nhau, các khía cạnh khác của bốn đế.
về sự phân chia theo nội dung tất cả pháp hiện thế ngoại trừ ái bao hàm ở trong khổ. Pháp hiện thế ngoại trừ ái thì bao hàm trong khổ. Còn 36 ái nó gồm trong tập đế, gọi là tanha vicharita, là ái du, dục ái sáu cảnh, hữu ái sáu cảnh, phi hữu ái sáu cảnh. 18 ái đó tính cho nội phần ngoại phần thì tất cả 36 ái. Cái pháp không tạp nhiễm tức là niết bàn, là diệt đế. Còn đạo đế thì ở đây đó, chúng ta phải biết rồi, trong đó chánh kiến là thẩm dự tức, tùy quyền, tùy lực, trạch pháp đắc chi. Chánh tư duy là ly dục tầm, vân vân. Chánh ngữ là bốn khẩu thiện hạnh, chánh nghiệp là ba thân thiện hạnh, chánh mạng là sự thiếu dục tri túc. Và chánh tinh tấn là chánh cần, chánh tấn quyền, tấn lực, cần giác chi. Chánh niệm là tứ niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi. Chánh định là ba loại định, tức là định hữu tầm, hữu tứ, định vô tầm, vô tứ và định vô tầm, vô tứ. Định quyền, định lực các giác chi như là hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Ở đó cũng nằm ở trong, nằm ở trong chánh định. Đó là chúng ta phân theo nội dung. Còn phân theo số lượng thì thánh đế là những chân lý mà bậc liễu tri, bậc thánh liễu tri chỉ có bốn, không hơn không kém. Tại sao vậy? Vì không thể nói thêm hoặc bớt được. Được Đức Phật này công bố, có bốn là đủ rồi. Mục tiêu của giáo pháp này là trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Như trong kinh Xà Dụ, Đức Phật này có dạy rằng Uppe cha hàng phết quê etarahi cha đúc hành chê quá và nhà bề mỹ đúc cát sát cha nê rô thăng. Này chưa thì kheo, xưa và nay ta chỉ trình bày sự khổ và sự diệt khổ thôi. Thì khi mà trình bày về sự khổ thì Đức Thế Tôn tuyên bố khổ có nguyên nhân, tức là tập. Mà khi trình bày về sự diệt khổ thì Ngài tuyên bố có một phương tiện để đạt tới, tức là đạo. Thì như vậy đủ rồi. Bởi thế chân lý được nói có bốn, không hơn không kém. Đó là sự khổ, nhân sanh khổ và sự diệt khổ. Lại nữa, chân lý mà được công bố chỉ có bốn, là bởi theo bốn khía cạnh: pháp cần biết tri, Parinyaya, tức là ám chỉ cho khổ đế, mà pháp cần đoạn trừ, Pahatappa, là chỉ cho tập đế, còn pháp cần chứng đắc, Sakshikatappa, là chỉ cho diệt đế, và pháp cần phải tu tập, Phaguetappa, là chỉ cho đạo đế. Đó là nói về số lượng không hơn không kém. Còn nói về thứ tự đó, lý do tại sao khổ tập diệt đạo được trình bày trước sau thứ lớp như vậy. Ở đây khổ đế được nêu lên trước tiên vì nó là trạng thái thô thiển, mang tính phổ cập cho tất cả chúng sanh và dễ nhận thức. Tiếp đến là trình bày về tập đế để cho thấy nguồn gốc sanh khổ. Rồi đến diệt đế là để biết rằng hãy chấm dứt nguyên nhân là chấm dứt hậu quả. Còn đạo đế được nói sau rốt là để chỉ con đường phương pháp đạt đến. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta
học về tứ thánh đế. Nếu mà chúng ta vừa hiểu theo chi pháp ở trong thắng pháp, và chúng ta hiểu theo ý nghĩa của kinh tạng, cũng như cái sự trình bày về các khía cạnh ở trong chú giải, thì có thể hy vọng rằng chúng ta sẽ học được, chúng ta sẽ hiểu được một cách rõ ràng. Cho nên ở đây, trong cái lời dẫn nhập mà Thượng Tọa Giác Đẳng có nói là chúng ta muốn hiểu được cái pháp này là chúng ta cần phải biết nội dung